À thì ok, xin chào các bạn, hôm nay chúng ta trở lại với Total War Shogun 2 với campaign Tokugawa Mức Very Hard. Vậy cho lần trước thì chúng ta đã mở rộng suốt từ khu vực Mikawa sang Mino với cả là Suruga. Thì đó, cũng khá đơn giản thôi, thì là mình bị bọn Imagawa, đáng lẽ là chúa công của mình ý, mình là phiên dậu mà, thì bọn nó declare war mình. Và sau đó là cũng định đánh nhau với Mikawa cơ, cơ bọn nó không thèm tấn công gì cả. Thế nên là mình đã tấn công vào Totomi và Suruga, đánh bại bọn nó và chiếm luôn là cả hai tỉnh, và đồng thời là không còn làm vassal nữa mà làm tự chủ chính bản thân của chính mình. Hãy độc lập lên. Và đó thì là để xem nào. À thì ở bên Hattori, bọn đỡ hơi bọn declare war mình, thì bọn nó chỉ có ba tỉnh thôi là Ise, Yamato với cả Iga. Như Omi bọn nó cũng có sao ấy. Thì Ise bị mình chiếm và Yamato bị mình cho làm vassal. Thì đó, chẳng bị em đâu. Thì có khi là mình đầu tư quân đội vào khu vực Owari ấy, xây dựng thêm phòng thủ ấy. Tỉnh này nó cực kỳ giàu nhá, 4.354. Tỉnh của mình sao? 2.719. Mình đang xây thành cấp 4 hay cấp 5 gì đó, cấp 4. Thì là hiện tại là food của mình nó hơi thấp tí ấy. Thì là nếu mà mình chiếm vào Iga thì là mình sẽ bị tụt một food này. Rồi sau đó tấn công vào Owari thì mình sẽ... khi mà Owari xây xong ấy thì là mình sẽ tụt thêm một food nữa này. Thì vấn đề bây giờ mình sẽ phải tìm phút một đâu mới được chứ. Thì khi cho sang cái Equal Fields cái đi để mình có thể đảm bảo về vấn đề ruộng đất cái đi. Nó sáng vừa đi thi thử IELTS xong, không biết nào đây. Còn buổi chiều thi thử cái nói nữa, cơ mà sẽ cố gắng thôi nhá. Thì ở khu vực này khi được chiêm mộ thêm đi, để mình có thể là cử quân đội ngay lập tức phản công bọn Hojo nhá. Nhưng cũng hơi sợ đấy, kiểu mình sợ bọn nó sẽ tấn công mình vì làm gì đó. Urakami Trade Agreement cái gì nào? Tiền, tất nhiên là tiền rồi. Thì là hiện tại là mình, hiện tại bọn nó có tiền ấy thì là bởi vì là sau khoảng tầm 20 turn ấy, ít nhất bọn nó khoảng tầm khá nhiều tiền rồi. Thì hiện tại là mình đòi cũng được rồi. Nhưng mà bọn này Urakami xăm mày thì mà kiểu keo kiệt thế hả, trời ơi. 300. Hello ấy. Thích trên mỗi chiếc đồ của mình thôi thì. À mà có tiếng sạo sạo, các bạn thông cảm mình tí nhá. Thì là cái mic của mình nó vẫn hơi có vấn đề. Cái máy mình nó không cho vào mục enhancement mà, không tìm đâu cả. Nên là cũng hơi có bệnh người tí. Ở IC thì xây cái chùa đây này, cho Buddhist Temple đây này. Tỉnh này nó mạnh về thiên chủ giáo, Phật giáo nhá, nên cần xây đi. Có gì không nhỉ? Mikawa chiêm mộ cho thêm 2 nít Yarishigaru nhá, phòng thủ Owari. Hoặc không, cứ thử tí đi nhá. Rồi ok, enter vào đó. Thì khi mình đang cân nhắc giữa việc là cử quân đội của chủ công của mình là Tokugawa Hirotada thôi, mình chẳng nhớ nữa. Vậy thì trận này giữa Okubo Tokimatsu đối đầu với Yuki Kusune Yori, thì bọn nó toàn là samurai. Thì thực sự mà nói bọn nó cũng không có nhiều cung lắm, với cả lực lượng toàn Yari samurai nên mình cũng không có gì đáng sợ lắm. Các bạn nên sợ cái bọn Katana Samurai ấy. Tuy rằng là áp kíp hơi cao nhưng bọn nó cực kỳ hiệu quả đối đầu bọn giáo hay thương kiểu như Yarishikaru hay là Yari Samurai. Tuy rằng là đối đầu kỵ binh thua thật đấy, nhưng mà đối đầu với giáo thì đảm bảo bách chiến bách thắng luôn. Một unit Katana Samurai cân được 2 unit, 3 unit Yarishikaru. Mình nghĩ vậy, nếu mà có cái lợi ích của việc charge bonus ấy. Vậy thì bạn nào thích thì hãy like và subscribe ủng hộ mình nha. Trận chiến là Sumpu năm 1551. Rồi ok, vào trận chiến. Chị kia gửi ảnh mình không bread. Ôi dồi ôi, thơ quá. Tôi chậm lại cái nhá. Thì đầu tiên là mình thôi. Thôi cứ để tôi chậm cái đi. Thì đầu tiên là lượng bên này là không có cung này. Thì ở đây thì cứ có khi là mày cử một unit sang bên này khi đứng hợp hơn này. Bên này nào, có 3 unit cung hơn là mày ở mày. 2 unit bọn mày sẽ ra đây nhá. Rồi đó. Bên này nào, 2 unit Bawashigaru à. Vậy thì mày sẽ sang bên này đi. Khi là 2 bọn mày, thôi mày đứng sang bên này đi. Một unit nữa nhá, mình không cần nhiều unit đâu. Thủ ấy chắc được rồi nhỉ, bọn nó Yari Samurai chăng. Rồi ok, nhá, quân đội mình đến rồi nhá. Thì là có khi là mình sẽ cố gắng. Ồ, 3 unit cơ. À vậy mình nhầm này. Tướng này, mày lùi ở đây này. Chạy đuổi theo bọn này này. Đấy, kiểu đấy nhá. Hình như là slow motion nó không cho tấn công à? Hay là đây mức bear hat hay là biểu sao? Chà, biết được nữa, mình chẳng quan tâm hơn được.
bên này thì cứ cử cho vài nít thôi, cũng chẳng cần nhiều đâu. Bọn này Yaru Samurai nhưng bọn nó cũng khá là yếu. Nói chung cũng hơn so với Yaru Ashigaru ấy, nhưng mà cũng không không hơn nhiều đâu. Không hơn nhiều đâu. Bọn mày một số những bọn mày dồn vào đây này. Vào tường ấy cho nó bắn vào đấy khi là nó sẽ an toàn hơn tí đấy. Mày lùi về đây này. Bọn mày lùi gọn ở đây tí đi. Đứng hơi gọn nhau quá đấy thì mình sợ nó sẽ hơi có vấn đề tí. Khi là Samurai Returns ở đây nhá. Lùi ra khỏi đấy cái. Bao vây trên núi cái chết luôn đấy. Đấy chạy ra khỏi đấy nhá, được chưa nào. Đó, chặn bọn nó vào. Có lẽ hai nít này mình hy sinh cũng được, cũng chẳng làm sao lắm đâu. Thì khi thôi thoải mái đi nhá. Thoải mái đi, chết để thôi. Mày lùi đằng sau đây nhá, tấn công vào bọn này này. Ok, đang thắng à? Ồ, khi đang thắng đấy thì có khi mình tấn công đằng sau khi được đấy. Bọn này đang thua chắc chắn rồi nhá. Thì là bởi vì có hai nít Yari Samurai kia thì có mà thắng mà tài. Tài luôn đấy. Lực lượng bên này khá là đầy đặc cơ mà, có lẽ cũng không mất lắm đâu. Tướng này khi hy sinh được nhỉ, bởi vì thằng này nó kiểu ở cùng mình từ ban đầu ấy. Cố gắng lên, đừng đầu hàng. Hãy giữ đấy, tao tấn công bọn này kìa. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Bỏ đi, từ bỏ đi. Không có việc gì nhìn giữ lại. Thôi, rút ra, rút ra, rút ra, rút ra, rút ra. Rút ra. Chạy, 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 chạy. Mình sẽ cần tướng ấy, có khi cũng chưa thiết lắm nhưng mà cũng phải cần tướng để có việc tí. Chạy ra khỏi đấy nhá. Rồi ok, mày lùi ra khỏi đấy đi, xuống vị trí bên dưới này này. Bọn nó không chạy kịp đâu nhá, nó thử là vậy đi. Mình theo kỵ binh mà. Chính là trước nó phát miễn phí Flash and Go ấy, bọn nào không nhận là cũng hơi bị phí đấy. Đi nhận là đấy là nó là Make War Not Love ấy. Thì bạn nào kiểu bầu chọn đúng ấy thì là nó sẽ cho shameful display. Mày sẽ tản ra nhá, đứng gọn ở đây này. Đó, mày đứng vào đây này, được chưa? Quá được rồi nhỉ. Mày đứng gọn ở đây này. Oh shit, mình quên mất rồi. Đi ra khỏi đấy, trời ơi. Cần thì mình sẽ bổ sung một lượng vào đấy nhá. Cơ mà có lẽ không cần là bao nhiêu. Tản hình ra tí nhá, mày lùi ở đây nhá. Có khi là bọn mày cướp xuống đây cái đi. Tấn công bộ Samurai đấy nhở. Cả thằng Yari Samurai đây rồi. Tấn công xuống đây. Chạy nhanh lên cái. Đuổi bằng được bọn nó nhá. Mày sẽ bắn vào đây nhá. Lực lượng của mình ở đây áp đảo luôn rồi nhá. Có khi cũng chẳng cần thiết đâu nhở. Ở đây đựng lên mua Yaru of Nation rồi. Có lẽ chẳng sao đâu. Mày đừng từ từ. Đừng có đi đâu kiểu kỳ kỳ quá. Mày đừng có đi chạy. Đừng kỳ rằng. Oh shit. This is a black day. Our general has fallen, my lord. Enemy routing. Còn một tướng nữa cơ mà, sợ kỳ đó gì đâu. Đừng có sợ, chẳng có việc gì phải sợ cả. Oh shit, bọn này đang đấy. À không, bọn nó leo lên đấy luôn. Mày xuống đây hỗ trợ nha. Mày xuống đây hỗ trợ nha. Nói chung đầy lực lượng vào đấy cái đi. Bọn trên tường chết chắc rồi nha. Trên tường chết chắc rồi nha. Chẳng có gì nữa rồi nha. Mày xuống đây nha. Lực lượng của mày đang tràn xuống mà bọn nó bao vây. À không, mình đang bao vây, bao vây đúng hơn đấy. Bọn nó bọc cả cánh của mình đây này. Đấy không? Nhưng mình đang bao vây bên ngoài. Cũng được, không có gì cả. Khiếp, chiến đấu dũng cảm đấy. Vào đây hỗ trợ này. Mày làm gì đây? Còn lực lượng Yari Shiru nào? Ra bên này hỗ trợ cái đi. Bên này hơi yếu đấy. Bao vây tướng, giết tướng đi. Nói chung cứ biết cái đem vô bọn nó cả nhá. Đó, tấn công bộ sang mặt của nó. Xong. À không, mình chết nhiều đấy. Chẳng có xong chết đâu, nên là nó cũng hơi có phức tạp tí. Chết tướng chưa? Nói chung mà tóm cái sạch tường nó đi cái. Còn đứng này không? Đây, còn đây, còn đây. Còn nhá, tướng chết rồi nhá. Đúng không nhở? Tướng chết chưa? Tướng nó chết rồi nhá.
Shadow nhá. Rồi ok xong rồi. Thắng rồi. Oh shit, nó quay lại. Oh yes. Em vào rồi nhá, thì có khi là mình sẽ mua bọn nó nhỉ. Cũng được đấy, bởi vì là tường nó chết rồi mà. Chắc không nhỉ? Mất mỗi mít này. Ai mình muốn bọn nó còn sống để mình mua con đội cơ, nhưng mà có lẽ không được rồi. Ok, bọn này tham chiến chưa? Thôi rồi, cứ để xem đã. Có khi là mình sẽ mua con đội bọn Hattori cái. À không, Takeda đúng chứ. Hattori đây, sao mày không kiểu đầu hàng cái đâu. Mình cần là bọn nó, mình không muốn giữ cái tỉnh Iga đâu, bởi vì là mình không có đủ food để mình giữ được ý. Thì là mình muốn là hòa bình và đòi một số tiền nho nhỏ. Tầm 2.000 là đủ rồi. Cầm lại không được nhỉ. Thôi rồi, giảm xuống còn 10.000. Quá đơn giản. Xong thoát. Mày đùa tao à? A piece, không sao rồi nhá. Mình vẫn đang cân nhắc nên tấn công vào Izu hay không đây. Từ từ xem cái bọn Hojo muốn hòa bình không. Hòa bình không? Do not expect tea. That is Tugawa for friends. Speak your peace. Payments offer cho nó 3.000 luôn. Không được. 4.000, 5.000 luôn. Thoải mái, mình không hình sợ. Không được rồi, thôi. Ôi trời. Thế rồi thoải mái, chẳng về gì cả. Mình cũng chẳng cần bọn nó kiểu đồng minh mình. Cho bọn Hatano nào. Friendly. Hơi yếu nhỉ, nhưng mà cũng được ấy. Thử liên kết nào. Đấy, được đấy. And I will listen. If I can help, I will try to do so. Bọn này về đằng nào về sau mình sẽ phải có cái nơi cái kiểu là nơi thu access nhá. Nên là mình cứ đòi tiền nó cái. Cứ đi bán nó mà nó xong. Bọn này nó không có nhiều tiền lắm nhỉ. Bây giờ kinh tế nghèo nàn thế cơ. 3.000 như vậy. 2.000 được thì sao có 3.000 không được. Mà 10.000 mà được thì sao 5.000 không được. Thôi rồi 3.000 vậy. Nhầm. Chính là mình định quay được cái original Divinity Original Sin cơ, nhưng mà thôi mình mua luôn cái game đấy rồi, nhưng mà chả biết được nó cứ toàn lỗi liên tục không? Còn chịu chết được không? Bọn mày chặn càng tao hơi kinh rồi đấy. Mình không thể làm gì được nhá. Mình cực kỳ kiểu là thôi được. Khá là honorable, kiểu tự trọng khá là cao. Y Chosoka Be Hattori. Hòa bình không? What do you want? Speak if you value your tongue. Bọn này sẽ có tương lai, nó sẽ phản lại mình. Thì là xem thế nào nhỉ? Thôi rồi. Bỏ cái military alliance gì cái nào. Thì sau đó là mình sẽ đòi tiền. Chính ra là mình không muốn bọn này nó kiểu... payment đòi thêm 1.000 đâu. Thôi rồi, thì là mình sẽ hòa bình thôi, bởi vì mình không muốn giữ tỉnh Iga đâu. Nóng dầu đấy, nhưng mà mình cũng không muốn giữ làm gì cả. Mày nhá, sẽ lùi nó qua huyện ta cái. Mày sẽ lùi nó qua huyện ta cái. Mày sẽ quay lại khu vực này tao cái. Bổ sung lực lượng mình 10 tấn công vào nhá. Thì có khi là cứ từ từ thì đi. Chiêm mộ thêm một cung cái đi. Cung chỗ này hơi ít đấy. Thì có khi ở chỗ này là mình sẽ chiêm mộ thêm một số lực lượng cái đi nhá. Đảm bảo an toàn khu vực Owari cái đi. Mình sẽ cần mày đi viết thằng đấy. Xong. Kinh thành công lần đầu tiên đấy. Assassinated. Assassinating đây. Quá được luôn. Mày ở đây sẽ cho assassinating cái đi. Mình sẽ cần nó kiểu hoàn thiện về bản năng giết người nó. Cho kiểu hoàn tráng vào. Cung này. Yarishigaru nha, Yarishigaru nha. Có khi cho bổ sung cho bọn OI phòng thủ đấy thêm một Katana Samurai đi. Lực lượng của Suruka nó sẽ cần phải kiểu đau đông tí. Đợi cho lực lượng tiếp viện của cái thằng Demio của mình sang để hỗ trợ. Mày đùa tao à?
Giỏi lắm, giỏi lắm, giỏi lắm, mày giỏi lắm. Không biết quân đội tướng đem vô mình có đến sớm đâu không nhỉ? Mình sợ là bọn nó lại bị mất Suruga trước khi mà đem vô đến được ý. Nên là chả biết mình đang cân nhắc nên tấn công bằng Izu hay không. Hơi khó ấy, hơi khó. Mà bọn này nó không có cơ chế kiểu sách ấy, thì là mình tấn công bằng Izu, mình sách lấy tiền, vàng, bạc, đủ kiểu đủ thứ. Takeda declare war này, bọn tiệt này mày đùa tao à? Nhảy ra thảm hại quá rồi đấy. Bọn này cả đã sửa chữa này, sửa chữa này, sửa chữa này. Ờ, đem vô mình đâu? Đâu rồi? Đổi thêm vào đấy cho bổ sung lực lượng toàn Ashigaru luôn nha. Khi nha, mày sẽ đứng vào đây này, kiểu ambush bọn nó tí. Tí nữa mình ambush bọn nó cho xem hoành tráng cực luôn. Thì là mình sẽ cố gắng câu ra tí cho lực lượng của đem vô mình sang đấy gái. Mày sẽ lùi lên khu vực Owari phòng thủ đi. Thành này bao lâu nữa xong? Sao xong rồi ấy, thì là có khi là mình vẫn sẽ duy trì được thôi. Berry 2 cái gì nào? Thì là mình sẽ cần bọn nào cho mình tiền cái nào? Ai cho mình tiền? Ai cho tao tiền? Có vẻ hoài đây. Indifferent enemy Kikawa. Có vẻ quý mình ấy. Welcome. Không được. Nó rồi. Mày cứ đứng kẹp ở đấy nhá. Rồi ok, xong rồi nhá. Thì có khi là hai mét kẹp cái đi. Thôi biến. Phí tiền tí nhận thôi, chịu vậy. Mình không mua người tí. Thôi rồi, em thôi. Hay là có khi mình cho thằng đem vô của mình tấn công vòng sang Siano nhỉ? Rồi sau đó là tấn công vào các tỉnh của nó luôn. Xong trận này mình sẽ tự xử lý để mình giết chết thằng này lên cái tàu. Takeda Yoshinobu nhá, là em trai của thằng Takeda Shingen. Thì hiện tại đã chắc chắn là Shingen đã chết rồi. Vậy Takeda Yoshinobu mới lên. Trời mưa, rồi ok, biết rồi, không cần phải nói nhiều. Thường trời mưa đó, ambush mình phải biết là vị trí bọn nó nhỉ. Có vẻ trận này sẽ hơi khó bởi vì mình không có đội cơ động ấy, nên là mình sẽ hơi có mệt người tí đây. Được rồi, tản hình ra cái nhá. Rồi ok, xong rồi nhá. Slow motion nhá, mày sẽ bắn bọn nó đây nhá. Light cavalry cả. Ồ, tướng bọn nó đang ở đấy. Mày sẽ tất cả bọn mày này sẽ lùi đến đây này. Còn lại nha, trên đồi này nha, bọn mày sẽ tràn xuống bọn tao cái. Thằng kỵ binh kia chuẩn bị tấn công vào mình thì có khi là mình sẽ không có việc gì mà phải. Nói chung là kệ mặc sắc nó nhá, nó cứ làm gì làm. Xong. Ok, mình sẽ lấy số lượng của mình đánh bại bọn nó nhá. Bao vây, bao vây, bao vây, bao vây. Bọn mày sẽ bắn lên đây này. Đó, thấy chưa? Xong rồi nhá, thằng này chết chắc rồi nhá. Chẳng có gì phải nói rồi nhá. My lord, a glorious victory will soon be yours. Có khi là mình sẽ để lại yên tí để mình còn có chiêu bộ của nó nhá. Nên là cứ từ từ tí đi. Thằng này chết rồi nhá. Bow Samurai, bow, à chứ, mình nhớ cái bow Samurai của mình nhỉ. Xích giáp màu đỏ vãi, chúng đẹp cực ý. Kiểu cơ mà chúng đẹp đẹp đâu nhìn không cửa tới đấy. Chạy nha con, xong rồi nha, em bắt đầu nha, thắng rồi nha. Đơn giản. Xong mất 95 unit thì mình
tao muốn là nó vẫn còn sống ấy, để tao còn chiêu mộ bọn nó ấy. Đừng có giết sạch quân đội bọn nó được không? À, có khi là mình cứ tiếp tục ambush ở đây nhỉ, để mình sẽ tóm quân đội của bọn Takeda đằng kia. Thì có khi thế được ấy, kế hoạch cũng được, tốt không? Quá tốt, quá ngon. Ok. À, trời ơi. Ikoiki vẫn còn sống à? Từ từ đấy sao nhìn trông giống Ikoiki ấy nhỉ? Xin lỗi, xin lỗi. Vừa ăn no xong, thông cảm. Martin and rest, Martin and rest. Urban migration. Đây, cái này đi. Thêm tiền đi á. Rồi sau đó là normal 940. Mình đã không có tiền thuế nên là mình cũng hơi mệt tí. Nếu mà nói mày mua ở đây thì mày có, mày có đủ tiền mua nó không? 7105. Thì lúc kinh tế của mình sẽ kiệt kệ hẳn luôn rồi. Thì là tức rồi thì mình sẽ đợi là mình sẽ ám mai phục bọn nó nhá. Rồi sau đó là làm một số thứ, đánh vòng ra đây nha, tấn công vào bọn nó ở Sassinano. Trên này Mino mày sẽ cử quân đội xuống. Mình đang hơi lo bọn Hattori, bọn nó vẫn hơi mạnh quá đó. Xong rồi nhá. Tỉnh này có vẻ sắp nổi loạn rồi. Được đấy, quá được luôn. Mày sẽ tập trung lên Owari tiếp này. Vào đây, apprehend thằng này, được chưa? Enemy tried and executed nha. Hayashizaki Munehira. Còn bọn Hoyo này còn tướng không? Kinh. Hoyo, cái thằng đem dỗ con sống này. Mình muốn tóm nó ở đâu đó nhỉ? Đứng đây mình ambush bọn nó cũng được ấy. Thì mình đang muốn là lôi lực lượng bọn nó về vị trí Suruga của mình để tóm bọn nó vào. Cũng khá được ấy. Kéo hoạch khá được. Có cần quân đội tiếp viện đấy nhở? Để mà nói mình cứ thủ ở Suruga thì bọn nó chẳng làm gì mình đâu. Ồ, lực lượng càng ngày càng lớn mạnh hơn đấy. Đừng chết, đừng chết. Thôi rồi, nhưng mà chưa chết đâu, nó mới bị bắt rồi thôi. Ok, thằng Takeda nó khô lắm, nó chạy hết rồi. Đừng chết. Không chết. Được chưa? Quá ngon luôn. Hattori. Aggressor enter one side of ally. Biết ngay các bạn Hattori này bọn sẽ làm thế mà. Buồn vãi. Và vấn đề bây giờ mối quan hệ của mình với Hatano sẽ có vấn đề. Đảm bảo vậy đi. Thế rồi mình sẽ tấn công vào Iga nhá, thì là sẽ có kế hoạch riêng thôi, chẳng có gì lắm đâu. Sao mà xui xui mà yếu nhở? Try and imprison. Phải nói gì ấy? Ây trời. Enemy try and execute nha, lên level 4 đấy nha, thấy chưa? Mặc đồ trắng kiểu hoành tráng này cơ mà. Cộng 2 repression, tức là cộng 2 repression đi. Có khi là cho mày đi apprehend cái điều bởi đó. Nên ghi định úp được nào nhỉ? Mình đang không có chiến tranh bọn nào lắm. Hatano mày cho tao di chuyển qua năm thơ này. Come, let us talk and take tea perhaps. Mày đùa tao à? Hả? Mày nghĩ gì đòi lắm đấy. Sao? Mà chưa lên level. Được rồi, có khi là mày sẽ lùi xuống IC để phòng thủ có đi. Chiêu mộ thêm một số lực lượng ở đây kìa. Thêm một cái thằng Monk ở đây, lên level 3 luôn nhá. Mày sẽ đi Mình nhớ thằng Matsuke. À không, mình vừa rồi mình nhớ. Thì chiêu mộ thêm đi. Kinh tế chẳng khá khẩm gì cả. Sassinano nó sẽ hơi có loạn tí nhưng mà chắc là cũng được thôi. Strong, moderate, Hatano, moderate, moderate, bọn này hơi có vấn đề đấy. Takeda, strong, moderate, bọn nó cũng bằng mình thôi. 6 tỉnh, bọn nó còn chiến tranh với bọn Date với cả bọn Yamanuchi. Kuzuke bọn bị bọn nó chiếm rồi đúng không? Thì có nghĩa là bọn Yamanuchi đang ở Echigo mà chắc là Uesugi đã chết rồi. Khả năng cao ở đây nữa. Mày sẽ đứng với mày nha, được rồi đó. Ê trời, đợi mình sẽ cho quân đội này đi phá dối đằng sau cái bọn Shinano đấy.
rồi sau đó Takeda của nó rút quân về thế sao nhỉ? Và mình đã bị đe dọa tình IC rồi. Cơ mà mình chưa một thêm quân đội tỉnh IC chưa nhỉ? Trade disrupted, tiền mình không có. Thôi gọi chiếm vào Sassinano nhỉ. Thêm tiền. Peacefully occupied, xong. Đã xong tỉnh này nhá. Tỉnh này đây nào. Có lẽ sẽ hơi mệt đấy. Mày sẽ ra đây này. Đẹp bọn này cái đi. Giết đi. 75% không thành công được. Mày ở đây sẽ không được rồi. Ở đây vậy. Inside Revolt đây cái đi. Phải loại. Ơ nhỏ, mình quên mất mình không cho nâng cấp đây. Cộng 1, đây cái này đi. Inspiring towns, inspiring armies, converting. Có cái nào kiểu inspiring vault nhỉ? Inciting unrest này. Đây, cái này đi. Converting characters cái gì á. Rồi sau đó tính đến revolt kia sau nhá. Ok, lên level rồi. Thì ở đây tiếp tục xây dựng cái gì đó tăng tiền nhờ. Có cái gì, có khi thành này nó cho làm thủ phủ về quân sự đi nhờ. Cân nhắc xem. Buddhist Temple giờ rồi mình sẽ dùng gần con Warrior Monk ấy. Thì là mày trade với tao đi nhá. Bao tiền. Trời, ở phía nào phải giàu lắm chứ. Rồi ok nhá, tiền mình tạm thời vẫn đang bình thường nhá. Mày ở đây sẽ đi lượn xem thử xem bọn nó có quân đội nào tiến về hướng này không. Có vẻ là không. Thì đây nhá, disgrace cộng 1 apprehending nhá. Đây cái này cái. Xong. Quân đội này có đủ sức tấn công mình không nhỉ? Ở đây mình có một katana samurai. Ơ cái gì ấy? Rồi ok, thì có khi là Anton được rồi chăng? Takeda mày muốn hòa bình không? Từ từ xem tìm thêm bọn nó muốn hòa bình không đã. Takeda nha, rest peace nha. I do not wish to listen to you, but politics makes for strange and sometimes unwelcome encounters. Demand breakable alliance. Trời, có vẻ như là không có gì thuyết phục bọn nó được. Nếu mà mình tấn công ở đây có đủ sức tấn công bọn nó đâu không nhỉ? Có vẻ sẽ được nhưng mình không có food ở đây. Thành này lại vừa nâng cấp lên rồi thì là food đây nào. Cũng được ấy. Có vẻ sẽ có food. Ở đây mình mất tỉnh này là mình sẽ mất một lượng food đáng kể và mình sẽ chết đói. Thì lúc đấy là mình sẽ chẳng làm cái gì được cả. Thôi rồi. Sami cũng đang chẳng có food rồi. Bọn nó di chuyển cả đống quân đội ở đây. Oh shit. Đừng chết. Không chết. Quá ngon. Đừng tấn công IC. Đừng tấn công IC. Thôi tấn công rồi. Thôi rồi bia vậy. Bia vậy. Bia vậy. Lực lượng bọn này là thủ được. Ui. Chẳng có gì vậy. Momochi Hisatoyo. Rồi ok, nói chung là lượng của mình thì có hai cung, cũng đảm đạm đấy. Bọn này nó có thêm improve morale. Đây cái này improve morale này. Nó có improve morale khi nó tình nào có đặc điểm tốt về cái Phật giáo mà. Rồi đi bên này có nhiều cung thì thơ rồi. Sẽ cử, bên này có cung không? Không có đi. Quá ngon, mình sẽ cử Katana Samurai của mình với cả là
Samurai trên sang bên này. Bên này nào? Lực lượng nào? Thế nào đây? Hattori Ashigaru. Ok, hiểu rồi, thì là mày cũng sẽ sang bên này đi. Một unit bọn mày sẽ chui ở đây nha. Mày di chuyển đi. Bọn này không có đông nhỉ? Mình cũng lúc đầu tưởng đông lắm. Mày chui này. Đó, được chưa? Mất thời gian hết rồi. Đó, xong. Thế lẩu nói gì? Đúng không? Mình hơi thấy bất an tí. Ây trời, quân đội thương mà nó đánh quân đội. Toàn công Bowashigaru. Một số nít bọn nó sẽ bắn vào lực lượng lính của mình bên này nhá. Với cả là lính mình đang quay lưng vào tường nên là có lẽ cũng thiệt hại hơi nặng tí. Sẽ cố gắng để xem nào. Rồi ok, dừng lại đi đi, bọn mày sẽ tàn hình ra nhá. Nó ném bom rồi đấy. Rồi ok, tăng tốc lên. Chết là nhiều nhỉ. Nó ở đây này. Rồi ok, xong chưa? Bảo đấy hỗ trợ cái đi không? Thì là lực lượng bọn này đây sẽ đang chết khá là nhiều đấy. Nó tập trung sang bên này à? Our general is in grave danger, my lord. Không có gì phải sợ cả, bọn này lực lượng nó yếu ra này làm được cái gì đâu. Tấn công xuống đây đi nhờ. Xuống đây, tấn công. Thích làm trò. Running from the battlefield. Shame for this play. Có lẽ vẫn đang hơi mệt đấy. Oh shit. Xong chưa? Xong này hỗ trợ đi. Có lẽ xong rồi đấy chứ nhở? Dụ tụi nó lên đây, mau lên. One of our units has used all its ammunition, my lord. Our entire unit has perished, my lord. Tấn công nốt tưởng hơi cái. Mình không thua ở đâu. Trận này mình đảm bảo rồi. Khiếp. Đánh viên kính này. Our entire unit has perished, my lord. Xử lý nha. Ôi tuổi gì mà nó đánh. Our entire unit has perished, my lord. Cung bọn nó vẫn đang bắn này, mệt hết rồi. My lord, their general has fallen. A cutting blow. Xong, thắng. Thì là bọn nó cũng hơi có đông lực lượng cung quá ấy, nên là mình cũng thiệt hại hơi nặng. Mình không có mình chết nhiều này cơ. Chết gần như toàn bộ lực lượng của mình. Bọn nó còn sống và mình không có Metsuke để mua bọn nó được. Thì có nghĩa rằng là mình cũng chẳng làm gì lắm nhở. Kikawa. Thôi rồi, thích làm gì làm, mình chẳng quan tâm lắm. Bọn nó chắc cùng lắm là đổ bộ lực lượng sau lưng mình mà. Bọn nó có đồng minh là Urakami à? Rồi ok, hiểu rồi.
shit, Hoyo đang có vẻ thua đấy. Lại chết à? Mất luôn thằng ninja của mình rồi. Xử lý nhá, mày sẽ tiến lên đây rồi. Xong. Phòng bình hoa Tori. What do you want? Speak if you value your tongue. Mẹ các bọn này. Cứ đi phá đồng minh hòa bình liên tục này, có ngày chết chết với tao. Tạm thời là tha thôi. Trên này nhá, tiếp tục cho một lực lượng để đổ bổ sung xuống bên dưới thì thêm đó, thế thôi. Khiếp, sao chuột của mình đến sao đấy? Mày sẽ đứng ra đây này, được chưa? Có vẻ sẽ mệt đấy, thôi rồi. Đánh nốt trận này thôi, mình sẽ nghỉ nhá. Ok, Dry thì là lực lượng Samurai bọn nó sẽ thực sự mà nó sẽ hơi nguy hiểm mình quá mức đó. Lực lượng nó hơi ít thật đấy, thì là mình sẽ có thể xử lý được thôi, nhưng mà để xem nào cái. Rồi, ok, toàn bộ lực lượng của mình đâu rồi? Tản ra, mình có 4 unit thế. Chia sang bên này này, trung tâm này, xong rồi, không chưa? Rồi ok, bà thôi. Cũng hơi nhiều quá mức đó. Đi chuyển từ từ nhá, thì bọn mày có khi là một phần lớn lực lượng của mình sẽ phải đứng bên dưới đồng bằng ấy đi. Từ từ ơi, không có việc, không có việc gì phải đi chuyển nhanh đâu nhá. Mày sang bên này được không? Chạy đi. Đó, tướng đi đâu? Lùi ở đây. Chạy đi. Toàn Samurai mình cực kỳ sợ đấy. Oh shit. Tập trung tấn công mà, tấn công mà, tấn công, tấn công, tấn công đi. Đừng để cho bọn nó suy yếu nặng quá. Chết nhiều vãi. Hidden units, my lord. Treacherously meant to ambush us. Từ từ đi á, từ từ đi á. Tướng đi đâu? Khiếp mẹ, bọn em ném bom mình chết cái đống là. Có lẽ sẽ hơi bên người bên này đây, bên này của mình vẫn đang sống bởi vì bọn nó vẫn chưa ném bom ở đấy. Có thể nói vẫn đang cân bằng tí nhưng mình đang thua. Nói thẳng ra là vậy đi. Mày đứng lùi lùi ra tí để tránh bọn nó đừng có tấn công, đừng để bọn nó tấn công vào. Vào đây hỗ trợ đi nhờ. Khiếp bom bọn nó là phá morale mình kinh lắm. Vào đây quay lại hỗ trợ đi nào. Đấy, tấn công vào đây cái đi. Tướng đâu mày cứ đi lượn lượn quanh đây để hỗ trợ cho tinh thần tí nhá. Thì là cung của mình vẫn đang bắn là khá hiệu quả đấy. Tướng đâu tản ra tí đi. Tập trung một số lực lượng bắn vào đây cái đi nào. Đi bơ cái bọn này mong cái đi. Không, bọn nó đang gây nguy hiểm hơi quá của đội mình rồi đấy. Lực lượng của mình vẫn đang tấn công khá là tốt đấy. Cứ giữ nguyên đội hình, đừng có từ bỏ, đừng có từ bỏ, đừng có từ bỏ.
Rồi ok. Không sao rồi, bom bắt đầu chạy rồi đấy. Còn tiếp đi. Rồi ok, xong rồi nhá. Xong rồi này nhá. Xong rồi này nhá. Ok, xong bom của nó rồi. Khiếp, đầu trận nguy hiểm quá. Là mình sẽ hết cái ra, tưởng là mình sắp thua nơi, mình phải lốc lại cái xong rồi không quay nữa. Lại kiểu cầu quá, không quay nữa. Chuẩn bãi cái nào. Mình bắt đầu hơn rồi đấy, bọn nó vừa chạy ở đấy thì là có lẽ cũng sắp xong rồi đấy. Thắng đến nơi rồi, không có gì phải nói đâu. Mình không ngờ lực lượng của bọn nó mạnh mức vậy cơ, toàn kiểu bow samurai nên là mình cũng hơi sợ quá. Đuổi theo bọn này đừng để cho nó quay lại nhá. Rồi kem mình tấn công ra đây này. Đừng đi đâu cả, quay lại đấy mà tấn công bọn nó một cái. Tướng mình đâu, cứ đuổi theo mà đừng để cho bọn nó quay lại. Cứ phá sập mô rộng nó, một tàu vậy. My lord, their general has fallen. A cutting blow. Chuột mình sao này. Tản đường nhanh nhá, đừng để bọn nó bắt vào được. Toàn bộ lực lượng quay ra đây. Tướng mẹ đi thì ngu đấy. Nói chung là kẹp đi cái. Xong. Ê, trận thắng này là cực kỳ gọi là đã đỏ. Xong rồi nhá, bọn mày không phải bắn nữa đâu. Decisive victory. Được đấy. Không phải thắng được. Không chết, không mất được đít nào nhá. Bọn nó rút về thành nhá. Mất 50 nít rồi, ok, hiểu rồi. Bổ sung lực lượng, chưa bổ sung lực lượng mới. Mau lên. Không lại có vấn đề đấy. Phút của mình âm trừ 1 rồi đấy. Yamato tỉnh có phút của mình rồi. Chết rồi đấy. Thế rồi mình sẽ phá một cái đâu rồi nhỉ? Cái bên nào mình xây cái phá bớt một lớp đi cái nhá, không thì mình sẽ hơi có vấn đề về kinh tế. Ở đây bổ sung lực lượng tí đi đó. Thôi rồi nhá, vậy thôi, hôm nay video sẽ dừng lại tại đây nhá. Các bạn thích video này thì hãy like và subscribe ủng hộ với mình nhá. Vậy thôi đó, bye bye. Save cái gì nào? Save. Khiếp lắm, save vãi.